Gần 100 công nhân mất việc đã ký đơn khởi kiện công ty cổ phần dệt Hòa Khánh, Đà Nẵng, đòi lương và các chế độ liên quan. Bà Lê Thị Ngọc Oanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng vừa cho biết đơn vị này đang tích cực hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, tài liệu để tiến hành khởi kiện công ty cổ phần dệt Hòa Khánh, Đà Nẵng ra tòa đòi quyền lợi giúp người lao động. Theo đó, ngay trong tháng 4 này đơn khởi kiện và các chứng cứ liên quan sẽ được gửi lên tòa án. Hiện 89 công nhân đã ký đơn khởi kiện yêu cầu thanh toán 3 tháng tiền lương và đóng 9 tháng bảo hiểm để họ được hưởng các quyền lợi liên quan. Theo tìm hiểu, công ty cổ phần dệt Hòa Khánh hiện đang nợ các khoản bảo hiểm cho công nhân hơn 1,3 tỷ đồng. Trước đó, những công nhân này đã nhiều lần liên hệ đòi lương và yêu cầu doanh nghiệp đóng bảo hiểm nhưng chủ doanh nghiệp vẫn hứa rồi thất hứa nhiều lần. Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, ngày 1 tháng 4, nhiều lao động tập trung trước trụ sở công ty cổ phần dệt Hòa Khánh Đà Nẵng ở khu công nghiệp Hòa Khánh để đòi lương, bảo hiểm và trợ cấp nghỉ việc. Những người này cho biết họ đã gắn bó với công ty nhiều năm nhưng khi công ty ngưng hoạt động, họ lại không được nhận bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào vì công ty chậm đóng 9 tháng bảo hiểm. Cuộc sống của họ vô cùng chật vật. Đa số họ đã lớn tuổi nên xin việc làm thuê cũng rất khó khăn.